điều tra liên bang của Mỹ FBI đã cho biết Art Taylor, người Illinois 45 tuổi đã trốn khỏi Mỹ sau khi biển thủ $300,000 trong quỹ của nhà hàng Empire. Cảnh sát đã phát lệnh truy bắt và truy nã Guy Yuloy theo ABC. Guy Yuloy bị tố cáo đã làm ăn gian dối với đầu bếp chính của nhà hàng, đó là Thái Đặng. Nhà hàng Empire được mở cửa ở West Loop, Chicago vào năm 2012 và nhanh chóng có tiếng tăm trước khi đóng cửa vào năm 2016. Năm 2014, vợ của ông Đặng phát hiện ra nhà hàng kiếm được tổng doanh thu là $3 triệu, trong khi Thái Đặng và anh trai của mình nắm giữ là 43,5% cổ phần nhưng không được chia lợi nhuận xứng đáng. Sau khi sự việc bị bại lộ, Gay Lloyd và vợ của mình dùng tư cách cổ đông đa số với 56,5% để sa thải anh em nhà ông Đặng. Gay Lloyd bị cáo buộc là lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của nhà hàng chuyển vào tài khoản riêng của mình để mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Sau khi trốn khỏi Mỹ, Gay Lloyd để lại món nợ ngân hàng gần $1 triệu cho ông Đặng. Vào tháng 5 năm ngoái, năm 2017, anh em ông Đặng thắng $1,4 triệu trong một vụ kiện dân sự chống lại Gay Lloyd. Ông Đặng đã mở một nhà hàng món Việt Fusion có tên là Hyzers. Vợ chồng ông Gay Lloyd có thể đang trốn ở Mexico hoặc là châu Âu. Học xong cấp 3 bằng học bổng A-Star của chính phủ Singapore, Lê Nguyễn Vương Linh, người đã từng giành 12 huy chương Olympic quốc gia Singapore ở 5 môn toán, lý hóa sinh và thiên văn học, đã theo học đại học Colgate của Mỹ. Ngành hóa học và vật lý với học bổng 100%. Khi sắp kết thúc chương trình đại học, thì chàng trai sinh năm 1995 quê Hà Nội đã được 8 đại học hàng đầu của Mỹ tiếp nhận học tiến sĩ ở ngành hóa. Đó là các đại học Pennsylvania, UPenn, Princeton, Yale, Columbia, Northwestern, Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, Viện Công nghệ California, Caltech, và Đại học California tại Berkeley, UC Berkeley. Linh cho hay là ở Mỹ, sinh viên học tiến sĩ sẽ không phải đóng học phí và được trả một khoản lương để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, việc khó nhất là được nhận vào những trường hàng đầu trong ngành. Trường sẽ nhìn vào những yếu tố như là điểm trên lớp, điểm thi chuẩn hóa, từ kỳ thi GRE, thành tích học tập và để xem xét và quyết định. Yếu tố quan trọng hơn hết đó là kinh nghiệm nghiên cứu và thư giới thiệu. Nếu sinh viên từng làm nghiên cứu trong chuyên ngành của mình, bất kể khoa học hay là xã hội, thì nhà trường sẽ ưu tiên hơn so với người chưa từng làm nghiên cứu. Bản thân từng làm nghiên cứu ở Colgate mùa hè năm thứ nhất và năm thứ hai và ở Đại học Princeton mùa hè năm thứ ba, em đã từng tham dự hội thảo toàn quốc của Hội Hóa học Mỹ ACS vào năm 2016 và có một bài nghiên cứu được đăng trong tạp chí hóa học thuộc về cơ kim Organometallics của ACS năm 2016 cùng những thành viên trong nhóm của giáo sư Anthony Kiernis tại Colgate. Linh chia sẻ như vậy. Nhân học bổng toàn phần tại Đại học Colgate, Linh có cơ hội phát triển toàn diện. Vì ở Mỹ, trường có thể dạy cho sinh học, vật lý, nhưng cũng đồng thời có các khoa như là kinh tế, văn học. Mỗi sinh viên phải chọn chuyên ngành học sau 2 năm học, nhưng sinh viên thường phải học một số lớp ngoài ngành của mình. Vì thế, các em có cơ hội được tiếp thu kiến thức khoa học cũng như là văn hóa và xã hội, chứ không chỉ hạn chế trong môn học chuyên ngành của mình. Trường Colgate, nơi Linh học, còn rất mạnh về du học. Trong đó, học sinh có cơ hội được học ở nước khác trong vòng một kỳ hoặc là du lịch trong 3 tuần tại một nước liên quan đến môn học của mình. Khoảng 70% học sinh tham gia vào một trong những chương trình này. Em đã được đi học tại Đại học Cardiff thuộc xứ Wales, Vương quốc Anh. Và kỳ mùa xuân năm 2017, bạn của em đã từng tham dự rất nhiều chương trình học nước ngoài tại nhiều nơi như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc, Nam Phi, Argentina, Chile. Những chương trình này giúp cho học sinh hiểu biết thêm về thế giới và văn hóa của các nước khác,
Linh cho hay như vậy. Và Linh mong muốn trở thành nhà nghiên cứu hóa học chuyên nghiệp, tạo ra các sản phẩm có nhiều ứng dụng quan trọng ở trong đời sống. Một hướng đi em rất quan tâm đó là kết hợp với y học để tạo ra các loại thuốc chữa bệnh nan y. Chàng trai Hà Nội cho biết sau khi học xong, trở về Việt Nam hay ở lại Mỹ làm việc không phải là vấn đề quan trọng nhất, bởi với em dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn làm rạng rỡ con người Việt Nam. Một số ngôi sao trong làng giải trí tạo nên thông điệp ngồi mát vẫn có thể ăn bát vàng, khiến nhiều người ngày càng mất lòng tin vào cuộc sống. Trong thời gian vừa qua, dư luận ầm ĩ về nỗi đau đố kỵ của người Việt. Truyền thông lên án gay gắt sự khắc nghiệt của người Việt dành cho thành quả của chính những người con Việt Nam. Thiết nghĩ là ý kiến của mỗi người giống như một cây đinh, càng đập vào nó thì càng lún sâu hơn. Lắng lòng mà nhìn lại vì sao một bộ phận con rồng cháu tiên lại đổi thay như thế, trong khi nền tảng trong văn hóa của chúng ta từ xưa đến nay là hào khí dân tộc, tinh thần dân tộc. Lòng tự tôn của người Việt chưa bao giờ thua kém bất cứ một quốc gia nào trên thế giới. Liệu có ai trả lời được câu hỏi là tại sao không? Lên án là điều cần thiết để thức tỉnh con người trước một sự việc. Nhưng nếu chỉ lên án mà không đưa ra được nguyên nhân cũng như hướng giải quyết triệt để thì chỉ làm tình hình thêm tệ hơn, xấu xa hơn, có thể làm hỏng cả một thế hệ. Điều ấy giống như là việc giáng những đòn đau đớn vào đứa con của mình nhưng không nói cho nó biết là nó đã sai ở đâu và làm cách nào để khắc phục cái sai của nó. Hành động này chỉ khiến nó trở nên lì đòn hơn mà thôi. Một trong những nguyên nhân khiến người Việt ngày càng khắt khe, cay cú với sự thành công của người khác là bởi vì trong cuộc sống của họ ít nhiều cũng đã đôi lần đối diện với sự bất công. Thế giới giải trí phản ánh ít nhiều sự phát triển về văn hóa của một đất nước, nó tác động không nhỏ đến người dân của đất nước đó. Ví dụ một điển hình nhỏ là nhiều nhân tố trong làng giải trí tạo nên thông điệp ngồi mát vẫn có thể ăn bát vàng, khiến con người ngày càng mất lòng tin hơn vào cuộc sống. Giá trị xã hội bị đảo lộn, những điều băng hoại lại lên ngôi. Nhiều sự cố gắng và nỗ lực không được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Quá nhiều những vấn đề được thổi phồng xa với giá trị thực tế cũng là một phần khiến công chúng mất lòng tin vào những sự kiện được đưa ra. Sự khoe khoang vô tội vạ cũng là một phần tạo ra khoảng cách và sự khác biệt giữa con người với con người. Góp phần đẩy mạnh sự phân biệt giai tầng trong xã hội, một người cật lực làm việc chỉ mong một gia đình có một bữa cơm no, con cái không phải bỏ học. Trong khi ngày ngày họ nhìn thấy sự xa xỉ từ tầng lớp được cho là trên họ. Yếu tố bất công hình thành rõ rệt, vì thế những hiện tượng thành công bị ném đá thì âu cũng chỉ là vạ lây mà thôi. Lúc này thái độ đố kỵ chỉ là tấm gương phản chiếu sự bất mãn và hoảng loạn của họ đối với cuộc sống. Người ta thường gọi đó là hành động giận cá chém thớt. Bạn có tiền, điều kiện hưởng thụ cuộc sống, tạo ra nhiều giá trị thặng dư cho xã hội, đó là một điều rất tốt, nhưng tận hưởng và khoe khoang là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nó giống như là việc bạn có tiền mua bò beefsteak cùng rượu vang thượng hạng, rồi ngồi ăn nó trước mặt một người vô gia cư. Bạn nghĩ hình ảnh đó có phản cảm hay không? Cuộc sống vốn không công bằng. Sự không công bằng tạo ra mâu thuẫn và đấu tranh. Có đấu tranh thì mới có phát triển. Đó là quy luật chung của xã hội. Nhưng hãy tạo ra sự đấu tranh, sự ganh đua tích cực để đưa đất nước đi lên. Đừng cố tạo ra sự mặc cảm, nhen lên sự ghen tị bằng những điều chỉ có ý nghĩa cho riêng bạn nhưng vô nghĩa đối với người khác. Suy cho cùng, tất cả đều là định hướng của giáo dục, của truyền thông. Đừng cố thể hiện và tuyên truyền những điều mà dễ khiến con người lầm tưởng rằng kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Và để cho công chúng được nhìn thấy sự khó khăn đằng sau những thành công, hãy công khai điều đó để mọi người hiểu rằng cái gì đạt được cũng phải trải qua khó khăn, vất vả, ai cũng phải nỗ lực, cũng phải cố gắng. Không ai có được thành công hay nhiều điều họ muốn một cách dễ dàng mà không mất một giọt mồ hôi nào. Khi nhìn thấy được những mặt trái của thành công và hiểu được người thành công đã phải đánh đổi và trải qua những gì để có được thành quả đó, tự khắc công chúng sẽ đón nhận một cách tự nhiên nhất vì họ hiểu rằng cơ hội để đạt được thành công là ngang nhau. Vậy tại sao họ phải đố kỵ? Với điều mà chỉ cần nỗ lực thực sự họ cũng có thể đạt được.
thậm chí họ còn có thể làm tốt hơn như thế. Nếu không cho họ thấy một con đường mà bất cứ ai cố gắng đi thì cũng sẽ đến, mà chỉ tập trung vào những con đường viển vông, chỉ có số ít mới đặt chân đến đó được. Khác nào đang tự phân chia ranh giới của một xã hội không công bằng. Mà đã bất công thì đừng trách vì sao xuất phát sự đố kỵ. Đừng chỉ trích, hãy hiểu, cảm thông và thay đổi. Việt Nam thật là sung sướng khi hàng năm lượng kiều hối cứ đổ dồn về Việt Nam, nhất là vào dịp cuối năm. Việc này không những chỉ giúp những người thân của Việt Kiều có cuộc sống khấm khá hơn, và còn là giúp cho đồng tiền Việt Nam luôn ổn định. Chính vì thế, có thể chắc chắn rằng tiền kiều hối đã trở thành một phần không thể thiếu ở Việt Nam. Khối lượng kiều hối rất lớn từ người Việt Nam đang sống ở nước ngoài giúp ổn định đồng bạc Việt Nam, cũng như là đóng góp cho phát triển kinh tế trong nước. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sài Gòn được báo chí tường thuật là cho hay, lượng kiều hối gửi vào thành phố được dự báo là sẽ tăng 10%, tức là có thể đạt con số là 5,5 tỷ USD trong năm nay. Theo thống kê thì lượng kiều hối gửi về thành phố Sài Gòn chiếm tới 60% của lượng kiều hối cả năm trên toàn quốc vào năm ngoái. Nhờ vậy, nhà cầm quyền Việt Nam thấy yên tâm về nguồn dự trữ ngoại hối, vừa để trả nợ nước ngoài, vừa dùng để nhập cảng hàng hóa các loại. Năm 2016, lượng kiều hối chỉ được khoảng là 9 tỷ USD, sau khi đã tăng vọt lên tới là 12,25 tỷ USD trong năm 2015. Nhà cầm quyền Việt Nam đang lúng túng tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách nới lỏng chính sách tín dụng. Tuy nhiên, khả năng đạt mức tăng trưởng 6,7% khó đạt được theo những dấu hiệu được Ngân hàng Thế giới ghi nhận. Theo hãng tin tài chính Bloomberg, ngày 22 tháng 9 năm 2017 vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Minh cho hay, nhờ lượng kiều hối gia tăng giúp đảm bảo đủ nguồn cung đô la để đáp ứng nhu cầu của các công ty và cá nhân, đồng thời cho phép Ngân hàng Nhà nước tích tụ dự trữ ngoại tệ. Theo lời ông Minh, nhờ lượng kiều hối dồi dào, áp lực đánh sụt giá đồng nội tệ so với đồng đô la Mỹ giảm thiểu trong dịp cuối năm, đồng thời là giúp Ngân hàng Nhà nước theo đuổi các chính sách nhằm giúp tăng trưởng kinh tế. Kiều hối gia tăng vững vàng những tháng gần đây, ông Minh nói, chúng tôi dự trữ khuynh hướng tiếp tục cho đến cuối năm khi Việt Kiều ở nước ngoài thường gửi tiền về giúp thân nhân, gia đình vào các dịp lễ Tết. Vào đầu năm ngoái, khi tin về lượng kiều hối tăng vọt bất thường trong năm 2015, một số nhà phân tích đặt nghi vấn là về khả năng rửa tiền tham nhũng chạy lòng vòng theo những kênh lậu ra nước ngoài, rồi theo các con đường chính ngạch chạy về lại Việt Nam. Kiều hối Việt Nam từ mức 3,15 tỷ USD vào năm 2005 đã tăng lên 6,80 tỷ USD vào năm 2008. Sau đó chững lại một thời gian rồi tiếp tục tăng chóng mặt. Kiều hối năm 2017 lên đến 12 tỷ USD. Chỉ cần một năm sau lên thành 12,25 tỷ USD, nhưng năm sau nữa lại sụt xuống chỉ còn có 9 tỷ USD. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.